Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiêm sớm mũi 2 vaccine AstraZeneca, hiệu quả giảm quá mạnh, nguy cơ mất an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép toàn dân đi tiêm tự do, tự chủ động thời gian, địa điểm. Hàng nghìn trẻ thành mồ côi vì Covid-19. Thưa quý vị khán giả, mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép người dân là bất cứ đối tượng nào, ở bất cứ đâu, kể cả là những người không có hộ khẩu thường trú, sẽ chủ động được đi tiêm vaccine COVID-19. Thực sự, đây là một thông tin rất đáng mừng với người dân cả nước. Nội dung này sẽ được đề cập đến trong phần 2 của chương trình. Và trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên. Tiêm sớm mũi 2 vaccine AstraZeneca, hiệu quả giảm quá mạnh, nguy cơ mất an toàn. Thưa quý vị, nếu tiêm 2 liều với khoảng cách là từ 8 đến 12 tuần, vaccine có thể đạt hiệu quả cao phòng nhiễm tới 83%, phòng thể nặng và nhập viện trên 90%, trong khi tiêm trước 8 tuần, tỷ lệ bảo vệ phòng nhiễm chỉ là khoảng 71% mà thôi. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng thể nặng và nhập viện không chênh nhiều, vẫn là trên 90%. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc đã chia sẻ mới đây với truyền thông như vậy. Theo chuyên gia y tế, nếu đảm bảo khoảng cách 2 mũi tiêm là từ 8 đến 12 tuần, thì hiệu quả phòng nhiễm bệnh cao hơn. Tuy nhiên, tại vùng nguy cơ cao, nếu muốn có bảo vệ sớm hơn, thì có thể chọn khoảng cách sớm hơn khuyến cáo. Bác sĩ Thái nêu rõ, tại vùng có dịch nên tiêm sớm, còn những vùng không có dịch thì nên cố gắng chờ đến 8 tuần thì tiêm. Trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan mạnh và nguy cơ xuất hiện những biến thể nguy hiểm hơn trong tương lai, nhiều nước trên thế giới đang tính đến chuyện rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm để đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất cho người dân. Trên thực tế, đây không phải là giải pháp mới. Như tại Anh chẳng hạn, nước này đã quyết định rút ngắn thời gian chờ giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 12 tuần xuống 8 tuần cho những người từ 40 tuổi trở lên để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Delta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng cách 12 tuần giữa các liều vaccine AstraZeneca mang lại sự bảo vệ tối ưu. Tiêm liều thứ hai sớm hơn mang lại ít sự bảo vệ hơn, nhưng lại là một giải pháp để nhiều người được tiêm chủng và được bảo vệ đầy đủ hơn. Trong khi đó tại Úc, nhóm cố vấn kỹ thuật quốc gia về tiêm chủng đã khuyến nghị rằng khoảng cách 12 tuần tiêu chuẩn giữa liều đầu tiên và thứ hai của AstraZeneca nên giảm xuống còn 4 đến 8 tuần đối với những người sống ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo các chuyên gia dịch tễ, mối quan tâm lớn nhất lúc này là biến thể Delta có khả năng lây lan cao hơn và có thể nghiêm trọng hơn, dẫn đến khả năng nhập viện cao hơn. Việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm xuống 8 tuần vẫn cung cấp mức độ bảo vệ khá tốt. Các nghiên cứu tại Úc cho thấy, một điều duy nhất của vaccine COVID-19 AstraZeneca giúp giảm 30% nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng, khoảng 30%, và nhập viện là 71%. Tuy nhiên, hai liều vaccine COVID-19 AstraZeneca làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng hơn nữa, lần lượt là 67% và 92%. Do đó, rút ngắn khoảng cách giữa liều thứ nhất và thứ hai sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ ngắn hạn. Điều này được cho là có lợi trong các tình huống bùng phát mạnh dịch bệnh và bất kỳ quyết định nào để giảm khoảng thời gian khuyến nghị giữa các mũi vaccine đều nên dựa trên mục tiêu của mỗi quốc gia. Chuyển sang nội dung tiếp theo. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đi tiêm vaccine mũi 1 tự do. Không phân biệt thường trú, tạm trú hay chưa đăng ký tạm trú, không cần thư mời, tin nhắn và không cần đăng ký trước. Nhiều quận huyện đang phát đi thông báo khẩn cho tất cả người dân trên 18 tuổi đi tiêm ngay vaccine COVID-19 mũi 1 tự do. Thông tin này được phát đi trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm của chiến dịch tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhưng cũng làm nhiều người thắc mắc vì sao việc đi tiêm không cần đăng ký hẹn hoặc thư mời như trước đây. Theo kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, các quận huyện tăng cường tổ chức tiêm vét cho tất cả các trường hợp trên 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, không phân biệt thường trú, tạm trú. Tại trung tâm quận 1, người dân trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 được chia hai cụm tiêm theo độ tuổi. Từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi, tiêm ở công viên Tao Đàn, số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành. Người trên 65 tuổi đến trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, số 67 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao. Tại các điểm này đang chạy nước rút tập trung thời gian tiêm trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, điều đặc biệt so với các đợt tiêm trước đây. Lần này người đi tiêm không cần thư và tin nhắn mời, không cần đăng ký trước, chỉ mang theo chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác. Bác sĩ Đỗ Thị Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 cho biết, tính đến ngày 14 tháng 9, quận 1 đã tiêm được 97% mũi 1 và 26% mũi 2. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, sáng ngày 14 tháng 9, đơn vị mở rộng 2 điểm với 4 bàn tiêm. Trong sáng cùng ngày,
tại điểm công viên Tao Đàn đã tiêm được 389 người loại vaccine Verocell. Còn tại điểm tiêm Đinh Tiên Hoàng, tiêm được 178 người loại vaccine AstraZeneca. Chiều cùng ngày, theo bác sĩ Tân, lượng người đổ về hai điểm tiêm này đang có chiều hướng gia tăng. Tại quận Gò Vấp, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, nhiều ngày qua, đơn vị cử lực lượng chạy xe thông báo đến từng tổ dân phố, khuyến khích những người chưa tiêm mũi 1 đi tiêm vaccine Verocell. Tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 ở quận này nay đã đạt đến 94,9% và mũi 2 khoảng 20%, trừ 3 nhóm người không tiêm gồm F0, người chống chỉ định và nhóm tuyệt đối không đăng ký tiêm. Có nhiều trường hợp nằm liệt giường, nhân viên y tế buộc phải xách phích đựng vaccine đến từng nhà để tiêm, bác sĩ Hòa nói. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 14 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine, trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Đặc biệt đã có hơn 2 triệu mũi vaccine Verocell của Sinopharm được tiêm cho người dân. Số liệu thống kê còn cho thấy, quận 11 có tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất với 98,9%. Chuyển sang nội dung cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.500 học sinh mồ côi vì COVID-19. Thưa quý vị, theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng lớn đến đội ngũ trong ngành giáo dục. Hiện thành phố có 10.073 em nhiễm COVID-19, nhiều nhất ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Đặc biệt là có 1.517 học sinh phổ thông rơi vào cảnh mồ côi do dịch COVID-19. Ngoài ra, gần 3.400 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thuộc diện F0, hơn 14.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 1.253 cơ sở trường học đang được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo ghi nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành giáo dục bị mất việc là 12.341 người, tập trung nhiều nhất ở bậc học mầm non với hơn 10.129 người, chiếm trên 82%. Riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc sở, số lao động mất việc làm hoặc tạm chấm dứt hợp đồng lao động đã là 1.046 người. Về tình hình sách giáo khoa, Sở cũng thông tin, đến nay thì gần 72% học sinh đã có sách giáo khoa, còn hơn 200.000 học sinh chưa có sách, chiếm hơn 17%. Số lượng học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến đã giảm đáng kể so với khảo sát cuối tháng 8. Từ 75.000 em không có điều kiện học trực tuyến, nay còn chưa đến 40.000 em. Toàn thành phố đến nay có khoảng hơn 90% giáo viên được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 56% giáo viên tiêm đủ 2 mũi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!